Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. Bruno Fernandes xứng đáng là ông vua ở Old Trafford. Ronaldo tiếp tục tỏa sáng tại Serie A. Manchester United đá kiểu này khó chạm Solskjaer. Harry Kane tuyên bố Tottenham vô địch Premier League. Từng nhận những hoài nghi khi chỉ tới MU từ Sporting Lisbon, nhưng giờ thì Bruno đã cho thấy được mình là một bản hợp đồng chuẩn như thế nào. Bruno Fernandes quả thực là một bản hợp đồng giá trị đến từng xu của Manchester United. Trước Everton, Man United được dự báo sẽ trải qua một trận đấu không hề dễ dàng. Và có lẽ mọi dự đoán đã đúng nếu như họ không có cựu ngôi sao của Sporting Lisbon trong đội hình. Anh đã thể hiện cho tất cả thấy mình có gì. Bruno Fernandes từng dám chỉ trích Victor Lindelof, từng lời qua tiếng lại với Harry Maguire. Anh cũng chẳng ngại ra dấu chỉ đạo các đồng đội phải di chuyển và thi đấu ra sao trên sân. Với một cầu thủ không có tài, đó là sự kiêu ngạo. Nhưng với Bruno, đó là phẩm chất của một thủ lĩnh. Bởi đơn giản, cầu thủ sinh năm 1994 hội tụ đủ những phẩm chất khiến các ngôi sao lớn trong đội hình MU phải nể phục anh. Sau trận vừa qua, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có cho mình không ít thành tích ấn tượng. Thông số chỉ ra rằng Bruno Fernandes đã có 10 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 10 trận đấu đầu tiên của anh khi thi đấu trên sân khách tại Premier League. Trong lịch sử giải đấu số 1 xứ sở sương mù, không cầu thủ nào đạt được thành tích tốt như vậy. Không chỉ thế, Bruno cũng đang là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất với 7 bàn, không tính các quả phạt đền thành công ở giải bóng đá ngoại hạng Anh kể từ khi anh có trận đấu đầu tiên trong áo của Man United. Đáng nói hơn, thành tích của Bruno đáng lý còn tốt hơn nữa nếu trong pha bóng mà Edinson Cavani ghi bàn, Bruno chọn cách dứt điểm thẳng thay vì kiến tạo cho người đồng đội. Thường thì trong bóng đá, tố chất lãnh đạo hay đi cùng với hình ảnh về một đại ca trên sân tập lẫn phòng thay đồ. Thế nhưng sự hy sinh cũng là tố chất rất cần thiết của một thủ lĩnh và Bruno Fernandes đã cho thấy rõ điều đó bằng hành động. Lý giải quyết định của mình, số 18 đã có những phát biểu hứa hẹn sẽ khiến các fan phát cuồng. Tôi không quá quan trọng liệu có lập hat-trick hay không. Đối với một tiền đạo như Cavani, bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới có ý nghĩa then chốt. Tôi muốn giúp anh ấy có thêm sự tự tin vì Cavani đóng vai trò then chốt trên hàng công của Man United. Tôi đã có cơ hội dứt điểm ghi bàn trước khung thành của Pickford, nhưng tôi quan sát thấy Cavani đang ở vị thế trống trải nên tôi quyết định chuyền. Tôi không có ý kiến gì nếu như Rashford được tính là tác giả bàn thắng thứ hai, mọi thứ đều ổn. Quan trọng là với một số 10 là hỗ trợ các đồng đội xung quanh. Bạn có nhận xét gì về Bruno? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Vòng 8 Serie A, Cristiano Ronaldo tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát của Juve. Anh đã cặp cùng với Alvaro Morata trong sơ đồ 4-4-2. Nhà đương kim vô địch triển khai bóng mạch lạc và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 15. Bentancur chọc khe để Juan Cuadrado thoát xuống bên cánh phải. Cựu cầu thủ của Chelsea căng ngang cho CR7 băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Pepe Reina. Tuy nhiên bàn thắng này chỉ giúp Bianconeri có được một điểm. Felipe Caicedo kịp gỡ hòa 1-1 cho Lazio với pha lập công ở phút 90+5. Siêu sao người Bồ Đào Nha có bàn thắng thứ 3 trong 2 trận gần nhất tại Serie A, trong 41 lần gần nhất ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển. CR7 tham gia vào 49 bàn thắng, 43 bàn và 6 đường kiến tạo, thành tích ấn tượng đối với chân sút đã bước sang tuổi 35. Ronaldo vừa trở lại sau quãng thời gian cách ly vì Covid-19. Anh tỏa sáng với cú đúp trong trận gặp Spezia ở vòng 7 Serie A, sau đó tiếp tục ghi dấu với pha kiến tạo để giúp Bianconeri đánh bại Ferencváros ở Champions League. Juve tiếp tục chơi lấn lướt trong hiệp đấu thứ hai. Ronaldo thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm. Anh cùng với Kulusevski nhiều lần khuấy đảo hàng thủ của Lazio. Tuy nhiên những pha đưa bóng của cựu ngôi sao Real lại không thể tìm đến vị trí của đồng đội phía trong. Phút 76, CR7 được rút ra nghỉ. Thiếu vắng chân sút chủ lực, Juve không còn tạo ra sức ép lớn như trước. Lazio thì vùng lên nhưng cũng chỉ có duy nhất một cơ hội ngon ăn ở phút 70. Đó là cú sút chệch khung thành ở cự ly gần của Korea. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối, hàng thủ Juve chơi chủ quan. Một mình Korea đột phá qua 4 cái bóng áo tím than trước khi chuyền cho Caicedo. Tiền đạo này xoay người dứt điểm ấn định tỷ số 1-1. Juve chỉ có được 13 điểm sau 7 trận, qua đó bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là AC Milan. Thắng những đội bóng lớn, đội có phong độ cao nhưng rồi lại thua những đội vô danh, thật khó để phán xét cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Cú đúp của Bruno Fernandes cùng với bàn thắng của tân binh Edinson Cavani giúp MU đánh bại cạ cứng Everton với tỷ số 3-1. Có thể nói rằng khi trở lại MU trong vai trò thuyền trưởng, chưa bao giờ cựu công thần Solskjaer bị áp lực lớn như đến Goodison Park làm khách, vì trước đó sang Thổ Nhĩ Kỳ thua 1-2 trước đội bóng vô danh ở Champions League. MU cứ như thời tiết lúc nắng lúc mưa, khi sang Paris thì đánh bại Paris Saint-Germain 2-1, rồi lại để thua Başakşehir ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trở về Anh, lãnh đạo MU đã nêu ra hai cái tên thay thế Solskjaer nếu thua tại Goodison Park, đó là cựu công thần khác của MU Roy Keane và cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur ông Pochettino. Tuy nhiên cuối cùng thì thầy trò huấn luyện viên Solskjaer lại chơi rất ấn tượng và thắng hoành tráng Everton 3-1. Và thế đường cùng, MU mới thể hiện hay sao? Thực tế thì tính bất ổn của MU đã có từ lâu. Đấy là điều mà các huấn luyện viên về làm việc với Quỷ Đỏ luôn sống trong trạng thái lo âu và đầy áp lực. Thắng Everton 3-1, MU từ vị trí thứ 15 cải thiện được 2 thứ bậc, tức là vươn lên vị trí thứ 13. Đội trưởng Harry Maguire cho biết, thời điểm này, dù thắng trận, chúng tôi vẫn chưa ngước nhìn lên vị trí của chúng tôi trên bảng tổng sắp. Cái chính là có chiến thắng, chúng tôi sẽ cải thiện về mặt tâm lý nhiều và tự tin. Chúng tôi không muốn trả lời người hâm mộ bằng hứa hẹn mà cố gắng từ ngày này qua ngày khác để cải thiện. Trong khi đó, nhà cầm quân Ancelotti của Everton nói rằng chúng tôi lại thua MU trong hoàn cảnh đối phương không có phong độ cao, đó là điều chúng tôi phải xem xét lại. Everton mùa này dù khởi đầu tốt nhưng chưa phải là đội bóng biết cách vượt qua những lúc khó khăn. Chúng tôi chưa có đủ bản lĩnh để có thể làm chủ những tình huống khó khăn để vươn lên, đó là cái thiếu của Everton. Với chiến thắng này, Solskjaer tạm thời hóa giải được áp lực phải rời ghế huấn luyện viên trưởng. Chân sút 27 tuổi tự tin, Tottenham Hotspur có thể làm nên chuyện ở giải năm nay, giành chức vô địch ngoại hạng Anh. Harry Kane nói về cơ hội của Tottenham mùa này. Khi bạn nhìn vào khả năng của Spurs, chắc chắn bạn sẽ nói chúng tôi đủ sức để chiến thắng danh hiệu. Dù vậy, anh cũng ý thức rất rõ. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi ở gần cái ngưỡng ấy trong 4 và 5 năm qua nhưng vẫn chưa vượt qua được. Vì vậy, nó không dễ dàng như kiểu có một hình tốt, chiến thắng vài trận đấu để thách thức cho danh hiệu. Đây là mùa giải mà tôi nghĩ sẽ không có đội nào bỏ xa được phần còn lại giống như Liverpool đã làm ở chiến dịch trước. Vì vậy sẽ có cơ hội cho các đội khác thi đấu tốt và giành vị trí dẫn đầu. Chúng tôi phải đảm bảo không bị bỏ lại. Chúng tôi biết rằng đã chơi tốt và giành những chiến thắng, lấy trọn 6 điểm ở hai trận đấu gần nhất, làm tăng thêm sự tự tin cho Tottenham, đó là điều chúng tôi cần. Tất cả vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, chúng tôi phải xem mình ở đâu vào tháng 2 và tháng 3 đã. Kane đang có phong độ cực kỳ xuất sắc với 6 pha lập công cùng với 8 đường kiến tạo sau 7 trận đấu ở ngoại hạng Anh. Tính trên mọi mặt trận, anh ghi tới 12 bàn, 10 pha kiến tạo và chạm mốc 200 bàn cho Tottenham. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới túc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.